Ngày 11 tháng 8, Tổng thống Nga tuyên bố nước này phát triển loại vaccine đầu tiên cung cấp khả năng miễn dịch vững vàng chống COVID-19. Sáng nay, lần đầu tiên trên thế giới, một loại vaccine chống COVID-19 đã được đăng ký. Ông Vladimir Putin đã nói qua trong cuộc họp truyền hình với các bộ trưởng. Tổng thống Nga cũng cho biết thêm vaccine hoạt động khá hiệu quả và tạo hệ miễn dịch vững vàng. Vaccine COVID-19 do Nga sản xuất trải qua các thử nghiệm cần thiết và sớm bắt đầu sản xuất hàng loạt. Một trong hai con gái của Thủ tướng Nga đã được tiêm vaccine và thấy khỏe mạnh hoàn toàn. Bộ Y tế Nga nói trước đó việc tiêm chủng hàng loạt có thể bắt đầu vào tháng 10. Tất cả những người tham gia đều có thể phát triển khả năng miễn dịch. Nhóm đầu tiên xuất viện vào ngày 15 tháng 7 và nhóm thứ hai vào 20 tháng 7. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Quốc Thái, Trung tâm nhiệt đới lâm sàng Bệnh viện Bạch Mai cho rằng đến thời điểm này chúng ta vẫn chưa tìm được loại thuốc kháng virus SARS-CoV-2 và việc tìm ra vaccine được coi là chìa khóa để ngăn chặn đại dịch COVID. Dù khoa học công nghệ hiện nay phát triển rút ngắn nhiều công đoạn trong quá trình phát triển vaccine, nhưng con người vẫn chưa hoàn toàn làm chủ được quá trình này. Hiện có hàng trăm ứng cử viên tham gia chạy đua nghiên cứu vaccine COVID-19 với hàng chục loại bắt đầu thử nghiệm trên người. Đến nay vẫn chưa có kết quả nào được công bố thực sự thuyết phục về hiệu quả và tính an toàn của vaccine COVID-19 để có thể khuyến nghị cộng đồng sử dụng. Ông Thái cho rằng vaccine của Nga cũng tương tự như vậy. Theo bác sĩ Thái, một vaccine muốn lưu hành trên thị trường và được các nước công nhận, nhà sản xuất vaccine phải chứng minh được tính hiệu quả cũng như tính an toàn của vaccine. Còn chuyên gia dịch tễ học và di truyền loãng xương giáo sư Nguyễn Văn Tuấn, nghiên cứu viên chính tại Gava Úc, cho biết hiện có hơn 150 nhóm nghiên cứu trên thế giới tìm vaccine COVID-19, nhưng đến đầu tháng 8 chỉ có 8 ứng cử viên thử nghiệm lâm sàng trên người. Vaccine COVID-19 không thể phát triển được nhanh bởi bất cứ vaccine nào cũng giống như thuốc đều phải trải qua 4 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, vaccine được tiêm cho một số ít người khỏe mạnh và một số bệnh nhân, mục đích là xem xét có phản ứng phụ hay không và xác định liều lượng thích hợp. Giai đoạn 2, vaccine được tiêm cho hàng trăm người bị nhiễm, mục đích của giai đoạn này là đánh giá hiệu quả và an toàn của vaccine. Giai đoạn 3, đây là giai đoạn quan trọng nhất và có hàng ngàn người tham gia, một số người sẽ được tiêm vaccine, một số sẽ được tiêm giả hay một loại thuốc hiện hành, mỗi người sẽ phải theo dõi vài tháng, có khi vài năm. Nghiên cứu giai đoạn này để có thể kéo dài từ 1 đến 5 năm. Dữ liệu từ giai đoạn này là chứng cứ khoa học để FDA phê chuẩn hay bác bỏ vaccine. Giai đoạn 4, sau khi vaccine được phê chuẩn và bán ra thị trường, công ty vẫn phải theo dõi hiệu quả của vaccine để ghi nhận các biến chứng và phản ứng phụ. Một vaccine từ khi nghiên cứu, thử nghiệm, công bố và đưa ra thị trường phải tốn 10 đến 15 năm, hay ngắn nhất là cũng 4 năm. Dịch COVID-19 dù có nới lỏng, quy định và vaccine sẽ đến bệnh nhanh hơn thì cũng phải 2 năm. Theo vị chuyên gia này, ngay cả khi vaccine đến giai đoạn thứ 3 của thử nghiệm vẫn có nguy cơ thất bại, vì vậy rất khó có thể có vaccine trong năm 2020.